Rồi. Rồi, cái master này. Đầu tiên là gì? Rối loạn tiền đình này. Khi mà bị rối loạn tiền đình ấy là hai cái tiền đình ở hai ống tai nó không thăng bằng, giữ được thăng bằng. Và người ta gì? Triệu chứng của chị là gì? Triệu chứng của em là em thấy người nó cứ liêng biêng ấy ạ. Còn cái thời điểm mà nặng nhất ấy, thì là bị chóng mặt và không nằm tại chỗ luôn. Nếu mà dậy cái thì buồn nôn, không chịu được. Đấy, mà cũng không ăn được gì, chỉ có nhắm mắt thôi, nằm mà nhắm mắt thôi, không thì nó đầu cứ quay. Okay. Rồi bây giờ mình xem là đầu tiên là gì, mình sẽ gạch. À, 6 vùng phản chiếu hệ viết huyết áp chị nào cao không? Huyết áp bình thường. Bình thường này. Thì mình sẽ gạch 6 vùng phản chiếu hệ viết huyết trước. Đây là vùng thứ nhất. Gạch. Rồi là lên xuống khoảng 30 đường. Rồi tiếp theo. Rượu cẩn thận không che mất cái máy thì là không. Rồi. Khoảng 30 cái, sau đó sang bên này 30 cái. Những người nào không biết các bước tiếp theo chỉ cần biết gạch 6 vùng này. 6 vùng phản chiếu. 6 vùng phản chiếu. Rồi đây là vùng thứ 3 ở hai chân cánh mũi. Hai chân cánh mũi. Mình có thể đảo chiều để bị huyết áp trong bình thường. Vùng thứ 3 này, mỗi bên, mỗi vị trí khoảng 30 cái nếm. Sau đó hai bên đường thoát lệnh. Đấy. Rồi cũng khoảng 30 cái. Rồi tiếp theo bên này. 30 cái. Rồi tiếp theo vùng này là vùng ngũ cầm, 30 cái. Rồi tiếp theo vùng này là vùng quan trọng này. Mình biết rằng tiền đình ở khu này, khu tai này, thì mình quành như này, vòng quanh ôm sát vào chân tai. Riêng cái chân tai này mình làm 60 cái. Riêng đối với người tiền đình ạ, mình quanh này 60 gái nhé, ôm sát chân ta. Những người bị rối loạn tiền đình không biết bấm huyệt, không biết hơi ngày cứu, chỉ cần làm 6 vùng này đã ổn rồi. Đã có những người chỉ cần làm trong một tuần là hết. Chỉ thỉnh thoảng mới mắc, nhưng mà những người nào mà đang bị tiền đình như cái cô Cẩm Vân khóa trước ấy, biết nhanh cỡ nào trong một vùng này. Chỉ cần làm lần đầu tiên ấy, mà nó đã khác rồi. Riêng đối với người ta là mới đánh 6 vùng phản chiếu không? Có làm thêm một số bước nữa mà mình sắp theo dõi tới đây. Nhưng mà ý nói là những người bị tiền đình mà không biết làm các bước, chỉ cần 6 vùng thì đã ổn thật. Thế thầy, ví dụ đi tàu xe xe có khi... Dạ đúng rồi, tàu xe thì chỉ là làm thôi. Đánh 6 vùng, tuy nhiên riêng cái vùng ốc tai này đánh 6 vòng. Đánh nhiều hơn. 60 vòng, đánh nhiều hơn. Đúng rồi. Tiền đình đánh vòng quanh tai là 60 vòng. Vậy này, 60 vòng. Riêng đánh xung quanh tay này, tại vì tóc nó dài thì mình cứ xuôi theo chiều tóc của người phụ nữ, xuôi xuống tóc, xuôi theo chiều tóc, ngược cái xuôi. Lần nào mình cũng quay vòng tròn. Cứ quay vòng tròn, 60 đường. Cái lúc mà chị bị nó là tiền đình, chị sờ vào xung quanh tay thì có đau không? Nó thì ủ tay. Ủ tay. Rồi có người là xung quanh tai nó sẽ bị đau, ấn vào nó sẽ đau. Đấy. Xong rồi, cái 6 vùng xong rồi này. Bây giờ mình sẽ dùng cái búa này. Đơn giản thế này thôi. Bây giờ mình đang áp dụng nguyên tắc gì nào? Tại chỗ và lần cận, chỗ nào? Gõ này. Cứ mình dùng tay này, để mình dò trước chỗ nào xương để mình tránh đi. Mình gõ. Gõ xung quanh tai thì những người đang bị cái vùng này này, vùng dưới dái tai và vùng trước tai, người ta sẽ bị đau. Và có người á, có người nó bị sưng lên mặt luôn. Đấy chị thấy nào, có bị gì không? Đấy chị nhẹ, còn cái những người đấy sưng cả cái vùng này lên. Cứ gõ cái chỗ nào mà gõ đến nó đau ấy thì lại gõ nhiều hơn. Người ác vậy, đã đau rồi chớ lại còn gõ nhiều hơn. Đấy, gõ xung quanh tai, gõ kín. Đó. Chỗ nào phát hiện ra điểm đau gõ nhiều hơn. Chỗ này đau ạ? À? Hơi đau thì gõ nhiều hơn. Đó. Cứ gõ bốn xung quanh, chỗ nào đau gõ nhiều hơn. Dùng đầu cao su ấy. Đó. Gõ kín xung quanh này rồi. Sau đó mình sẽ gõ sang bên tai bên kia.
gõ cứ kín kín vùng này, kín vòng rung ra, chỗ nào đau thì gõ nhiều hơn, chỗ nào đau thì gõ nhiều hơn. Bên này có thấy chỗ nào đau không? Lên trên một tí đây. Vâng, đây đấy, chỗ nào đau gõ nhiều hơn. Đây mình gõ bốn xung quanh một tí là để mình tìm đó. Đây gõ xong rồi, đấy gõ xong rồi thì bây giờ này làm gì? Có thể người đấy sẽ bị gì, thoái hóa đốt sống cổ hoặc là co cứng cổ vai gáy dẫn đến thiếu máu não nữa, thì cũng phải lăn cổ vai gáy, cũng phải khai thông cổ vai gáy này nữa này. Thì bây giờ mình cần gì? Cần cái lăn cổ gai đôi nhỏ này, cần cái búa to này, cần cái lăn cổ sống này tác động ở đây. Còn nếu ai đang đau đầu thì mình có thể cào vào đầu đó, cào đầu bằng cái động tác đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tua nhanh nào. Anh xin cho giúp cái túi dụng cụ lên để làm. Bây giờ chị ngồi quay ra phía sau. Mình áp dụng cái bài lăn cổ vai gáy như hôm vừa rồi, mình ngay hôm đầu tiên mình học thôi. Lăn hết cổ vai gáy này, tức là gì? Mình vừa tác động tại chỗ này, lân cận này, và lân cận này rộng hơn là cả cái vùng cổ vai gáy. Thế ra có đau không? Cổ vai gáy cũng cứng này, chị này cũng cứng này, bên trái đau hơn này. Có bị thoái hóa gì không chị? Em có. Bây giờ có thấy nhức rứt gì không? Ấn vào thì dễ chịu. Đấy, cổ vai gáy cũng có vấn đề này, co cứng này. Rồi tiếp theo lăn cả bên này nữa này. Làm thực tế sẽ làm lâu hơn chút nữa. Đấy, xong rồi. Đó mình làm tại đây. Mình lặp lại mỗi vùng này 3 lần liên tiếp như vậy. Đó ở bên này. Đó ở giữa cột sống này. Đấy, sau đây nữa. Đấy, lặp lại 3 lần như vậy. Làm thời gian lâu hơn. Sau đó mình sẽ dùng búa mình gõ. Mình đảo chiều lấy cái đầu gai này rõ này. Đó gõ bên này nữa. Rồi xong rồi. Lặp lại như vậy 3 lần, sau đó mình sẽ dùng cào. Cào vùng đầu này. Cào vùng đầu. Tức là gì? Mình giải quyết hết gì ạ? Vùng đầu này, vùng xung quanh tai này, vùng cổ gáy này, tại chỗ lân cận đối xứng là tác động hết, đúng là làm cho nó lưu thông hết. Rồi, cao như này khoảng 10 đến 15 vòng. Làm nhẹ nhàng thôi. Thế nào nào? Rất là nhẹ nhàng, không mất sức, không mất lực. Sau đó là quan trọng là dùng điếu hải cứu. Điếu này nữa. Chiều này chị xin quay ra cái này đây nhé, gạt bàn lên nhé. Được. Các bác xem mình sẽ thổi vào tai, thổi tai ấy, thổi thẳng vào tai luôn. Rồi tiếp theo chị. Rồi chị thấy sao, có nóng quá không? Nóng vừa thế. Đấy, thổi khoảng 5 lần liên tiếp như vậy. Đó, thổi tiếp này. Cháu hơn, cháu lên bền, chiều cả, nó vẫn thích. Hơn là nó nóng đến tận sáng luôn đấy. Ai mà chưa được hơn nhâm đốc ấy, thì cố gắng được hơn một lần. Được người khác hơn cho một lần để cảm nhận xem hơn nhâm đốc đã thế nào. Tí cái giờ nghỉ giờ lao ấy, mọi người tranh thủ. Thì bảo thầy nào nó hơn 4 giờ một lần. Ôi trời. Vậy vậy. 5 lần như vậy sau đó này. Sau đó mình hơn tại chỗ rồi, bây giờ mình vẫn phải gì ạ? Mình vẫn hơn 4 xung quanh này. 4 xung quanh, chỗ nào nóng nhất? Chỗ này. Hơ mình dài dài chậm chậm, chỗ nào nóng nhất hơ tại chỗ đấy 3 lần liên tiếp.
đấy, hơ thổi ngày cứu cái tai xong hơ bốn xung quanh này, bây giờ xong sẽ đổ tai bên kia. Đồng nghiệp cũ đấy, không biết. Đúng đồng nghiệp hôm cũ nay rồi. Hôm nay đi gặp đấy, mà không biết mặt đấy chứ. À, trước cũng có chị Tuyết. Chị Tuyết ở chỗ... À đúng rồi, Tuyết là cộng tác viên của bên mình. À đấy ạ, đấy, chị Tuyết đấy. Chị mới, nó giới thiệu với mình mà. À đấy ạ. Sau đó mình gà mình hơ bốn chung quanh tai. Mình sẽ hơ tại chỗ nóng nhất 3 lần liên tiếp. Thêm đồng ứng này, nắm tay vào chị lại nắm đấy, đồng ứng này, của ngày cứu và đồng ứng. Được. Thổi cả hai tay, tay bên này. Tiếng nước này em đi cộng lại là nó biết tăng cao của nó. Không, không, không ạ. Máu không đi não. Tức là mình đánh ở đây này, thứ nhất đánh tại chỗ, đánh vào cái thằng tiền đình. Và mình khai thông cổ vai gáy là đánh vào nguyên nhân của nó. Thiếu máu não, huyết áp thấp. Máu không lên não được, đánh vào cổ và gáy riêng cái chuyện khai thông là hết rồi. Thì chỉ làm cái này vừa được hai thứ là gì? Hết cổ và gáy và hết rối loạn tiền đình. Một công thôi. Đánh đồng ứng. Một tên chúng ta đích. Xong mình đi gì? Về cái thế nhá. Nếu về... hôm mà dạ. Mà em đi học diện chẩn ấy, vâng. Em làm 6 cái ấy thì là em đi từ hôm đấy là thấy nó khỏe hơn. Yeah. Nó không bị liêng biêng đi, bình thường nó buổi sáng dậy là hay bị liêng biêng. Yeah, okay. Bây giờ nhá, về chị không làm một bài bản cái này, chị cứ lấy cái này này. Ngồi đâu cứ lấy cái này gõ, gõ xung quanh tai. Như chị vừa xem trong video đấy. Đấy, chị Lan Anh nhé. Vâng. Đánh 6 vùng đã ổn rồi, bây giờ thêm cái bài gõ nữa. Mà làm được đầy đủ như này nữa thì càng nhanh. Chưa cần bấm này cả nhé. Chưa cần bấm. Vâng. Về đến theo người mình có đăng trên các cá nhân của mình, trần lửa, trần lửa. Ok. Đây là học trên trần. Bốn người trở lại đau như cũ. Thôi, nghỉ giải lao mấy phút nha. Vâng. Về nhà. Rồi, chào các bạn nha. Chào các bạn. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.